chúa vâng. Quý cha, quý dì, quý cố, quý chức, quý vị thân nhân, quý khách và các bạn lễ sinh thân mến. Người ta thường nói rằng ai vui vẻ làm việc và vui thích về những việc mình đã làm, đó là người hạnh phúc. Vâng, và hôm nay chúng con thấy niềm vui, niềm hạnh phúc đó được tỏ lộ trên gương mặt của ông trưởng Ánh cũng như tất cả các bạn lễ sinh trong những ngày này. Vì vậy, xin mời cộng đoàn chúng ta tạm thời dừng tay một chút xíu để chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng cho ông trưởng Ánh cùng toàn thể các bạn lễ sinh một tràng pháo tay. Vâng, chúng con trân trọng cảm ơn. Và kính thưa cộng đoàn, buổi tối dự tiệc ngày hôm nay có khác hơn một chút so với các chương trình lần trước. Bởi vì hôm nay trong khi chúng ta dùng tiệc sẽ có chương trình vui văn nghệ bỏ quý một chút. Vì vậy chúng con xin trân trọng kính mời cha xứ, cha phó, quý dì, quý cố, quý chức, quý vị và thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn ở đây. Những ai muốn góp vui văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tí nữa một em lễ sinh sẽ đi ghi và sau đó chúng con sẽ mời quý chức lên trên sân khấu này để cùng vui hát trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa cộng đoàn, cấp chiều này lúc mà con đi qua đây á, thì tự nhiên mấy em lại con nhìn vào trong này cũng bảo ô làm gì mà đẹp thế. Thế mấy em lại xin bảo chúng con đang chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay đấy. Xong là con nhìn lên ở đây có tượng thánh David Savio đẹp quá, con bảo ô nhỉ, thích hợp quá. Thế thì tối hôm nay phải tổ chức một chương trình văn nghệ cho vui chứ. Thế là ông trưởng Ánh và các bạn nhờ con làm chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Vì vậy con cảm thấy bằng lòng và hạnh phúc và con xin nhận lời luôn. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, vậy thì xin mời quý chức, quý khách chúng ta ủng hộ cho đoàn lễ sinh chúng con nhé. Và bây giờ để chuẩn bị và mở đầu cho chương trình buổi tối văn nghệ ngày hôm nay, con xin trân trọng kính mời tất cả các bạn lễ sinh sẽ lên trên sân khấu này và hát gửi tới quý cha, quý dì, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn một bài hát. Xin mời các bạn lễ sinh lên trên này. Xin mời tất cả các bạn. Mời các bạn lễ sinh lên trên này hát bài cha thánh về cha thánh Đa Minh. Xin lỗi, về thánh Đa Minh Savio. Xin mời các bạn lễ sinh. Xin mời tất cả các bạn lên trên sân khấu. Xin mời quý vị cứ dùng tiền ạ. Xin mời quý vị cứ dùng tiền. Các em sẽ lên xuống hát để người ta nói rượu và âm nhạc là phấn khởi lòng người. Vì thế chúng ta vừa ăn của ăn để nuôi dưỡng thân xác, vừa một chút về tinh thần một chút nữa. Vì vậy xin mời các bạn chúng ta đứng ở giữa sân khấu. Những bạn nào đẹp trai xinh trai nhất thì đứng ở những vị trí đẹp nhất. Xin mời các bạn. Các em đoàn kết qua, chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng các em lễ sinh ạ.
Cảm ơn các bạn và các bạn trở về vị trí của mình. Tí nữa thầy sẽ mời đến các bạn hát thêm một bài nữa. Tí nữa.